Nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần siêng năng đúng đắn, đó là thứ ba. Khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với pháp thiện đã sanh, làm cho chúng an trụ và luôn làm tăng trưởng chúng nhiều thêm để viên mãn. Nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần siêng năng đúng đắn, đó là thứ tư. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là bốn thần túc. Những gì là bốn? Thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập dục đẳng trì đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa, sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ nhất. Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu hành cần đẳng trì, đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ hai. Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập tâm đẳng trì, đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ ba. Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập quán đẳng trì, đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ tư. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là năm căn. Những gì là năm? Thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là năm lực. Những gì là năm? Thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là bảy chi đẳng giác. Những gì là bảy? Thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu niệm giác chi, trạch tập pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, nhưng phải nương vào sự xa lìa sự vô nhiễm, sự diệt trừ hồi hướng xả. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là tám chi thánh đạo. Những gì là tám? Thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nương vào sự xa lìa sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là ba pháp môn giải thoát. Những gì là ba? Thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện quán tất cả pháp tự tướng đều là không, an trụ tâm như vậy gọi là pháp môn giải thoát không, còn gọi là không tam ma địa, đó là môn thứ nhất. Các đại bồ tát muốn học đại thừa nên học trong đó. Đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện quán tất cả pháp, vì tự tướng đều là không nên đều không có tướng, an trụ tâm như vậy gọi là pháp môn giải thoát vô tướng, cũng gọi là vô tướng tam ma địa, đó là môn thứ hai. Các đại bồ tát nếu muốn học đại thừa nên học trong đó. Đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát tất cả pháp, vì tự tướng là không nên không có sở nguyện, an trụ tâm như vậy gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện,
cũng gọi là vô nguyện tam ma địa, đó là môn thứ ba. Các đại bồ tát muốn học đại thừa nên học trong đó. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là 11 trí. Những gì là 11? Đó là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thuyết trí. Thế nào là khổ trí? Nghĩa là trí dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết khổ nên chẳng sanh, đó là khổ trí. Thế nào là tập trí? Nghĩa là trí dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được sự tập khởi nên vĩnh viễn đoạn trừ, đó là tập trí. Thế nào là diệt trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được sự đoạn diệt nên tác chứng, đó là diệt trí. Thế nào là đạo trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được đạo nên tu tập, đó là đạo trí. Thế nào là tận trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được tham sân si hết, đó là tận trí. Thế nào là vô sanh trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được các hữu không còn sanh nữa, đó là vô sanh trí. Thế nào là pháp trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được năm uẩn, vân vân, mỗi mỗi đều có tự tánh riêng, đó là pháp trí. Thế nào là loại trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được tướng sai khác của năm uẩn, vân vân, nghĩa là khổ vô thường, không vô ngã, vân vân, đó là loại trí. Thế nào là thế tục trí? Trí nào dùng vô sở hữu.